Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi nhé. Hôm nay thì Toàn có 3 chiếc máy, Toàn gửi đi cho 3 vị khách. Một chiếc máy ngày hôm qua thì Toàn đã rodai một chiếc máy này, Etinmes 250 này, nâng cấp lên tay nắm giật full luôn, thêm lam xích chuông chó đầy đủ. Và chiếc máy này thì đã rodai xong rồi và chuẩn bị gửi hàng đi. Bây giờ sẽ đóng hàng. Và chiếc này là một chiếc máy mà Toàn sẽ gửi ra ngoài Quảng Nam. Và chiếc máy này thì ta cũng đang bắt đầu thao tác là tháo và chuẩn bị cho chạy rô đai. Thì chiếc máy này thì toàn sẽ rô đai bằng cách nào đó cho nó thật là nhanh để mình gửi đi ra ngoài cho khách ở ngoài Quảng Nam, thì họ cũng đang cần rất là gấp. Đang sử dụng một chiếc máy 250 rồi, nhưng mà chiếc máy đó thì cũng đã dùng khoảng tầm 10 năm rồi. Thì anh khách nói là bây giờ cái công việc nó đang rất là nhiều và đang cần gấp, thì làm cách nào đó gửi thật là nhanh cho anh. Anh lúc đầu là định sẽ là gửi xe, nhưng mà gửi xe thì khi mà xe đến có thể là anh đang đi làm. Xe khách Bắc Nam thì gửi nhiều khi nhận hàng nó rất là khó, mình sẽ phải căn thời gian xe đến và nhiều khi là xe chạy quá một cái là mình sẽ rất là khó khăn, nên là Toàn sẽ quyết định là gửi theo đường bưu điện như thông thường. Thì bên Toàn thì gửi hàng là gửi theo đường bưu điện, và bưu điện thì thường thì ở đâu cũng sẽ có bưu điện đó, từ những nơi vùng sâu vùng xa cho đến những nơi thành phố thì đều có bưu điện hết đó. Thì Toàn sẽ quyết định là chiếc máy này sẽ rodai xong và sẽ gửi bưu điện. Và đặc biệt là hôm nay cũng có một cái sản phẩm, đó là Etin MS382, Toàn gửi lên cho một thầy ở chùa ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thì chiếc 382 này thì trong cái lúc mà trao đổi, hai thầy trò trao đổi với nhau á, thì trong chương trình đợt này thì Toàn vẫn đang tặng cho khách mua MS382 là một lọ nhớt Estin. Đây, một lọ nhớt Estin như thế này. Thì cũng để tri ân khách hàng mua 382 được thời gian này, thì mọi người thấy là 382 giá nó có nhích nhẹ hơn so với thời gian trước đó, thì bù vào đó thì mình lại tặng cho khách một lọ nhớt Estin chính hãng. Thì những cái món quà như thế này thì cũng mong là đến được tay khách hàng và những vị khách rất là ý nghĩa. Và đặc biệt hôm nay là mình gửi đi cho một thầy chùa, thầy ở trong chùa. Chiếc 382 này thì thầy lấy lam 60 thì nó có thể là cắt được nhiều cái cây, loại cây hơn. Lam 50 thì thiên về đi cắt những cái cây cố định, và lam 50 thì cho những anh em mà đi khai thác cao su keo thì rất là hợp lý. Ở đây nếu mà thầy cắt củi rồi cắt những cái cây tạp thường xuyên ấy, thì có thể là lấy lam 60 thì nó sẽ ok. Thì cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh em, những người bạn phương xa ủng hộ mua máy bên kênh Toàn Máy Bãi. Thì Toàn Máy Bãi thì không không có nhiều những cái video quay trực tiếp hình ảnh mình lên, tại vì cũng có nhiều cái nó hơn, mình cũng tự ti, không được tự tin lắm ngoại hình cũng không được xuất sắc, nên là thôi mình cứ thật lòng với khách hàng là được. Dạo này thì trời rất là nắng, uống nước đá nhiều rồi nó viêm họng, nên có thể là cái giọng nó sẽ hơi khác. Cũng rất là cảm ơn anh em đã mua hàng ủng hộ cho Toàn nha. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu mua máy cưa và máy cắt cỏ, những cái phụ tùng máy nông nghiệp thì cứ liên hệ với bên Toàn nha. Bên Toàn có hàng và gửi hàng đi toàn quốc. Thì hàng thì cam kết với mọi người là hàng chính hãng, và ta sẽ có những, đây là những cái hàng mới, ta có những cái video quay những mặt hàng cũ
đã qua sử dụng cho anh em, để anh em có thể là tiếp cận được những cái mặt hàng nó rẻ hơn, phù hợp với công việc, lâu lâu cắt một lần hoặc là chúng ta sử dụng ít, sử dụng gia đình, không thiên về đi khai thác. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh YouTube Tỏi 13 nhé.